chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 17 tháng 10 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Sức nóng không ngừng lan tỏa ở eo biển Đài Loan. Chuyên gia cho rằng Mỹ đang muốn tăng cường sức mạnh cho lực lượng dự bị của hòn đảo. Tại sao lại như vậy? Đồng thời, Đài Loan quyết chi thêm 460 triệu đô la, đóng 6 tàu tuần tra mới, có thể làm nhiệm vụ chung với Hoa Kỳ. Trung Quốc tố Mỹ gây rối, thề đánh bại thế lực đòi ly khai ở Đài Loan. Giữa lúc đó, Thượng nghị sĩ Cotton bất ngờ phát biểu Bắc Kinh đang lợi dụng sự yếu kém của ông Biden để ức hiếp Đài Loan. Đáng chú ý, bà Thái Anh Văn đã có nước cờ cao tay như thế nào để củng cố quan điểm độc lập, giúp giành lợi thế lâu dài ngay cả khi bà từ nhiệm vào năm 2024. Một số tin nóng khác, Ấn Độ, Trung Quốc sẽ phòng thủ hay tấn công nhau giữa mùa đông khắc nghiệt. Trung Quốc muốn nhắn nhủ gì với Ấn Độ khi ký hiệp định biên giới với Bhutan? Nga bị nghi ngờ đứng sau hội chứng Havana bí ẩn gây bệnh cho người Mỹ. Thư ký báo chí Jen Psaki bị kêu gọi điều tra vì phát ngôn lỡ lời. Động đất làm rung chuyển đảo Bali của Indonesia. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Tăng cường sức chiến đấu bền bỉ của lực lượng dự bị có thể là một ưu tiên của Mỹ khi đến huấn luyện ở Đài Loan, theo tờ Taipei Times dẫn lời của học giả nhận định. Vào hôm thứ Năm tuần trước, Wall Street Journal gây chấn động khi báo cáo các đơn vị đặc nhiệm của Mỹ đã triển khai tới Đài Loan ít nhất một năm. Dẫn lời quan chức giấu tên, tờ Journal cho biết, hơn 20 quân nhân Mỹ, bao gồm lính đặc nhiệm, hải quân và hậu cần, đã luân phiên đến hỗ trợ huấn luyện cho lực lượng Đài Loan. Học giả Tô Tử Vân từ Viện An ninh Quốc phòng ở Đài Bắc cho rằng, ưu tiên hàng đầu của Washington có thể là cải thiện khả năng chống chịu của lực lượng dự bị Đài Loan. Họ là lực lượng nòng cốt trong hệ thống phòng vệ của hòn đảo, từ đó cho phép binh sĩ chuyên nghiệp gia tăng tính cơ động. Hơn nữa, nếu được huấn luyện tốt, quân dự bị có thể tham gia tấn công, chứ không riêng gì nhiệm vụ phòng thủ ở vị trí cố định. Do bị cô lập về mặt địa lý và Trung Quốc bao vây về mặt quân sự, chính trị, hệ thống quân sự của Đài Loan đang thiếu sự đột phá, theo cựu giảng viên Hom Liao nhận định. Vì vậy, quân đội Mỹ có thể muốn giúp Đài Loan cải tổ khẩn cấp cấu trúc chỉ huy, bao gồm cả bộ tổng tư lệnh. Cựu giảng viên nói thêm, lực lượng vũ trang Đài Loan phải tăng cường năng lực đánh giá các mối đe dọa, lên kế hoạch, triển khai các lực lượng quân đội, huấn luyện, phát triển vũ khí và hậu cần. Ông nhấn mạnh, quân đội Đài Loan nhất định phải chuẩn bị cho chiến tranh hiện đại trong thế kỷ 21. Cũng nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Đài Loan dự kiến đóng bổ sung 6 tàu tuần tra trọng lượng 3.000 tấn cho lực lượng tuần duyên, theo một quan chức cho biết vào ngày 15 tháng 10. Trước đó, các nghị sĩ Đài Loan đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch trị giá 12,9 tỷ đài tệ, tức hơn 460 triệu đô la để đóng tàu tuần tra mới, có thể được dùng tham gia diễn tập chung với tuần duyên Mỹ bên cạnh các nhiệm vụ thông thường. Tàu tuần tra mới dự kiến còn lớn hơn và mạnh mẽ hơn các tàu Sun Hu số 8 và số 9 đang hoạt động của Đài Loan có trọng lượng 1.000 tấn. Các tàu mới sẽ giúp tăng cường năng lực của tuần duyên Đài Loan, phục vụ cho hợp tác tuần tra chung Hoa Kỳ-Đài Loan theo biên bản ghi nhớ đã ký vào ngày 25 tháng 3. Các nhiệm vụ phối hợp bao gồm giải cứu trên biển, ngăn cản tàu thuyền buôn lậu và đánh bắt trái phép. Ngoài ra, còn đối phó với các nguy cơ khác trên biển. Được biết, gói ngân sách để đóng 6 tàu tuần tra là tách biệt với gói đầu tư gần 43 tỷ đài tệ, cũng nhằm bổ sung tàu mới cho tuần duyên Đài Loan. Gói đó bao gồm 4 tàu lớn 4.000 tấn, 5 tàu 1.000 tấn, 50 xuồng tuần tra bờ biển đa nhiệm và nhiều loại tàu khác. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ khi bị Mỹ cáo buộc làm mất ổn định ở eo biển Đài Loan. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby đã chỉ trích Trung Quốc tăng cường nỗ lực đe dọa và tạo sức ép gay gắt với Đài Loan, cũng như với các đồng minh và đối tác của hòn đảo. Ngoài ra, còn tăng cường hoạt động quân sự ở xung quanh Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đáp lại ông Kirby, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi hôm 15 tháng 10 cho rằng Mỹ đang có hàng tá hành động làm hủy hoại nghiêm trọng mối quan hệ quân sự giữa hai nước, đồng thời làm xói mòn hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan. Ông Đàm kêu gọi Mỹ nên ngừng ủng hộ thế lực ly khai ở Đài Loan và có hành động cần thiết để đảm bảo hòa bình xuyên eo biển. Người phát ngôn còn khẳng định quân đội Trung Quốc luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào, kiên quyết đánh bại hành động ly khai ở Đài Loan và sự can thiệp của nước ngoài. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton, bang Arkansas vào hôm thứ Sáu đã có cuộc phỏng vấn với America's Newsroom. Ông nói rằng Trung Quốc đang tăng cường gây áp lực với Đài Loan là vì tận dụng sự yếu kém của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Khi được yêu cầu bình luận về bài báo của Thời báo Hoàn Cầu với lời cảnh cáo,
Mỹ gửi lực lượng hải quân và không quân bảo vệ Đài Loan là đi vào chỗ chết. Ông Cutton cho rằng văn bản tuyên truyền của Trung Quốc có giọng điệu rất mạnh, tương tự như hành động hăm dọa của họ trên thực tế. Thượng nghị sĩ cho biết máy bay chiến đấu Trung Quốc vào đầu tháng này đã lập kỷ lục mới về xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ông Cutton nhiều lần nhắc lại quan điểm Trung Quốc đã lợi dụng chính quyền thiếu năng lực của Tổng thống Biden để ra sức bành trướng. Mỹ đã rút quân nhục nhã khỏi Afghanistan và Tổng thống thậm chí còn không chỉ trích thẳng mặt Trung Quốc ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trên thực tế, hoàn toàn không nhắc đến hai chữ Trung Quốc, theo Thượng nghị sĩ Cutton bày tỏ bức xúc. Tiếp tục bài phỏng vấn, ông Cutton cho rằng Tổng thống Mỹ đã nói chúng ta không tìm kiếm chiến tranh lạnh, tuy nhiên Trung Quốc đã khơi mào chiến tranh lạnh chống lại chúng ta, thì lựa chọn duy nhất của Mỹ là phải chiến thắng chứ không thể thua cuộc. Vậy mà giờ đây, ông Joe Biden đang dần thất bại, đó sẽ là một thảm họa trong lịch sử nếu Mỹ để cho Trung Quốc xâm lược và thôn tính Đài Loan. Ông Cutton tiếp tục kêu gọi chúng ta phải thực tế và khẩn cấp, chúng ta phải giúp Đài Loan củng cố phòng thủ, tăng cường hỗ trợ an ninh mạng, cung cấp thêm tên lửa và ngư lôi. Quan trọng hơn nữa, chúng ta phải làm rõ cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiểu được chúng ta sẽ ủng hộ Đài Loan, rằng chúng ta sẽ tham gia bảo vệ Đài Loan khi Trung Quốc đem quân xâm lược. Đây chính là cách tốt nhất để răn đe và ngăn cản đòn tấn công ngay từ đầu. Lãnh đạo Thái Anh Văn gần đây đã mô tả Đài Loan và Trung Quốc như hai thực thể không liên quan, không ràng buộc lẫn nhau. Phát biểu này không chỉ khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận, mà còn củng cố cho quan điểm ủng hộ độc lập của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP, giúp đảng vẫn nắm quyền ở hoàng đảo, ngay cả khi bà Thái rời nhiệm sở vào năm 2024. Cụ thể, trong bài phát biểu ngày 10 tháng 10, ngày kỷ niệm 110 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, tên mà chính quyền Đài Loan sử dụng chính thức, bà Thái Anh Văn tuyên bố rằng hoàng đảo tự trị và đại lục không nên phụ thuộc vào nhau theo cấp bậc trên dưới. Bà Thái còn nhấn mạnh Đài Loan sẽ chống lại sự thôn tính hay xâm phạm chủ quyền của chúng ta và cho rằng tương lai Đài Loan phải thể theo nguyện vọng của người dân Đài Loan. Bắc Kinh ngay lập tức cho rằng phát biểu của bà Thái đã lặp lại trắng trợn lý thuyết hai nhà nước được đề cập lần đầu tiên năm 1999 bởi cựu lãnh đạo Đài Loan Lý Đăng Huy, theo đó phân loại các vấn đề giữa đôi bờ eo biển là quan hệ giữa nhà nước với nhà nước. Bà Thái Anh Văn được cho là người phụ trách chính soạn thảo lý thuyết gây tranh cãi vào năm 1999, kêu gọi Đài Bắc và Bắc Kinh đối xử bình đẳng với nhau. Tuy nhiên, Trung Quốc nhìn nhận lý thuyết này là cố tình khiêu khích. Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất về đại lục bằng mọi giá, kể cả phải dùng vũ lực. Theo South China Morning Post, dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, giữa lúc Trung Quốc tăng cường dọa nạt và tăng khả năng sáp nhập Đài Loan, đa số người dân hòn đảo cảm thấy bài phát biểu của bà Thái Anh Văn là hợp lý, thậm chí rất thuyết phục. Stephen Tan, Chủ tịch Hiệp hội Chính sách Xuyên Eo Biển, một tổ chức nghiên cứu ở Đài Bắc cho rằng, đa số người Đài Loan không nghĩ hòn đảo thuộc về Trung Quốc và lãnh đạo Thái đã đơn giản lặp lại điều đó. Chuyện tưởng chừng hiển nhiên nhưng chỉ là một hiện trạng. Chuyên gia Tan cho rằng, kể từ khi bà Thái đắc cử năm 2016 và từ chối chấp nhận nguyên tắc một Trung Quốc khiến Bắc Kinh tăng cường đe dọa quân sự, thì đông đảo người dân Đài Loan càng cảm thấy tức giận và muốn tách xa đại lục hơn nữa. Ông Tan cho rằng, mặc dù Quốc dân đảng phe đối lập ở Đài Loan có quan điểm thân đại lục, lập luận rằng về mặt hiến pháp, Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, đôi bên đã tách biệt về mặt chính trị từ năm 1949, do đó công chúng Đài Loan chắc chắn không ủng hộ sáp nhập vào đại lục. Ông Tan cho rằng, dựa trên nền tảng nhận thức của công chúng như vậy, tuyên ngôn của bà Thái Anh Văn không chỉ nhấn mạnh lý tưởng chính trị của đảng DPP, mà còn giúp củng cố sự ủng hộ của người dân với đảng, làm tăng khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo năm 2024. Quốc dân đảng từng lãnh đạo Đài Loan từ năm 1949 đến năm 2000 và từ 2008 đến 2016 dưới thời ông Mã Anh Cửu. Tuy nhiên, với quan điểm thân đại lục, đảng này khó chiến thắng trong bầu cử năm 2024. Thời điểm đó, bà Thái Anh Văn sẽ rời nhiệm sở sau khi đã hoàn thành hai nhiệm kỳ lãnh đạo của mình. Tuy nhiên, người kế nhiệm bà rất có thể cũng đến từ đảng DPP và bài phát ngôn ấn tượng của bà Thái đã dọn sẵn đường cho kịch bản đó. Chuyển sang một điểm nóng căng thẳng khác là biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. Dù mùa đông khắc nghiệt trên dãy Himalaya đang đến gần, các nhà phân tích cho rằng binh sĩ hai nước vẫn sẽ so kè nhau gay gắt trong thời gian tới, không loại trừ những đòn tấn công ác liệt. Vào hôm Chủ nhật tuần trước, vòng đàm phán thứ 13 giữa tướng lĩnh hai nước đã đổ vỡ, mỗi bên đều đổ lỗi cho nhau. Bắc Kinh cáo buộc New Delhi đưa ra những đòi hỏi vô lý. Ngược lại, New Delhi cáo buộc Bắc Kinh không thể vạch ra những đề xuất hướng về tương lai. Giáo sư Lin Min Wang từ Đại học Phúc Đán cho rằng binh sĩ hai nước sẽ tiếp tục đối đầu. Đáng nói là trong mùa đông năm nay, họ đã quá quen thuộc với thời tiết vô cùng lạnh giá và khắc nghiệt trên dãy Himalaya. Ông Lin nhận định, do xung đột từ mùa đông năm trước, đến nay, binh sĩ Ấn, Trung đã không còn quá lo lắng về tuyết rơi hay thời tiết lạnh lẽo, họ đã có cả năm để chuẩn bị cần thiết. Ông Lin cho rằng, đàm phán thất bại chủ yếu là do Ấn Độ đề xuất hai bên trở về vị trí ở phía tây đường kiểm soát thực tế, LAC như hồi tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ muốn thừa nhận vị trí LAC như thời điểm sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1962. Ông Lin cho biết,
Theo quan điểm của Trung Quốc, Ấn Độ đã không ngừng xâm phạm lãnh thổ của họ từ năm 1962. Căng thẳng Ấn-Trung bắt đầu tăng tới mức đỉnh điểm sau cuộc đụng độ ở một vị trí chiến lược là thung lũng Ganwa ở Ladakh vào tháng 6 năm ngoái. Vụ việc đánh dấu lần chạm trán gây thương vong lớn nhất của binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc trong vòng 4 thập kỷ. Tuy nhiên, hiện giờ giáo sư Lin cho biết Trung Quốc vẫn muốn xoa dịu căng thẳng biên giới với Ấn Độ để tránh New Delhi càng thêm kết thân với đồng minh Hoa Kỳ. Hai nước gần đây đã liên tục tập trận chung. Trong khi đó, giáo sư Kondapalli, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học Jawaharlal Nehru cho biết, hai quốc gia sẽ phải chạy đua vũ trang dai dẳng ở vùng biên giới. Giáo sư cho rằng Trung Quốc đang đánh giá sai cục diện và nếu muốn giữ được quan hệ êm ấm với Ấn Độ, Bắc Kinh nhất thiết phải giải quyết vấn đề biên giới bằng các hiệp ước hòa bình. Giáo sư Kondapalli cho rằng ấn tượng của công chúng Ấn Độ đối với Trung Quốc hiện giờ rất tiêu cực, muốn chữa lành quan hệ song phương chỉ có cách đảm bảo một đường biên giới hòa bình mà thôi. Như FBNC đã thông tin, hôm thứ Năm vừa qua, Trung Quốc và Bhutan ký kết hiệp định lộ trình 3 bước, trong đó quy định các bước đàm phán để xử lý vấn đề tranh chấp biên giới. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wu Zhanghao, tài liệu này sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán và thúc đẩy quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Vậy Bắc Kinh có ẩn ý gì hay không khi đặt bút ký hiệp định này? The South China Morning Post đã phỏng vấn một số chuyên gia trong lĩnh vực về vấn đề trên. Theo đó, ông Quan Phan, giám đốc nghiên cứu tại Viện Chiến lược Quốc gia của Đại học Thanh Hoa cho biết, thỏa thuận là đòn đáp trả Ấn Độ và các quốc gia cáo buộc Trung Quốc gây hấn ở biên giới. Nó là một tín hiệu rõ ràng với Ấn Độ rằng chính sách láng giềng thân thiện của Bắc Kinh bấy lâu vẫn không thay đổi. Đó còn là đòn phản công nhắm vào cả Mỹ và các nước phương Tây, vốn từ lâu vốn chỉ trích Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ, trích nhận định của ông Quan Phan với tờ Nhật báo Hồng Kông. Mặt khác, giới quan sát còn cho rằng, với động thái này, Bhutan đang cố thử phản ứng của Ấn Độ và thể hiện mong muốn giải quyết các hàng rào ranh giới. Theo giáo sư Lin Minh Quang, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Phúc Đáng, tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Bhutan rất dễ giải quyết, miễn là Ấn Độ không can thiệp. Chuyên gia nhận định, Bhutan sẽ quyết định sẽ tiến bao xa sau khi xem xét phản ứng của New Delhi. Ngoài ra, ông Lin còn cho rằng Bắc Kinh muốn gây áp lực lên Ấn Độ sau khi vòng đàm phán quân sự Trung-Ấn kết thúc trong bế tắc vào tuần trước. Hiệp ước với Bhutan sẽ thúc đẩy New Delhi nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán với Bắc Kinh. Đó là điều Trung Quốc muốn, chuyên gia Lin Minh Quang kết luận. Nói về hiệp ước vừa ký kết của hai nước hàng xóm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi ngày 15 tháng 10 cho biết, chúng tôi đang theo dõi biên bản ghi nhớ MOU mà Trung Quốc và Bhutan ký vào hôm nay. Chúng ta đều biết hai nước này đã đàm phán về vấn đề biên giới từ năm 1984. Do Ấn Độ từng ra sức ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Bhutan, nước này đã đem binh sĩ giáp mặt với Trung Quốc vào năm 2014 trên cao nguyên Doklam. Vụ việc gay gắt đến nỗi từng dấy lên lo ngại bùng nổ chiến tranh giữa hai cường quốc hạt nhân. Theo đài NDTV, nhận định căng thẳng chỉ lắng dịu qua nhiều vòng đàm phán. Trong một bài phát biểu hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã liên tưởng chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Bắc Kinh với nỗi kinh hoàng của thảm sát Holocaust xảy ra hơn 7 thập kỷ trước. Holocaust là tên gọi của một cuộc diệt chủng đối với 6 triệu người Do Thái ở châu Âu trong Thế chiến II do phát xít Đức và các nước cùng phe gây ra. Liên tưởng tới sự kiện khủng khiếp này, Tổng thống Biden phát biểu, đáng buồn thay khi nhìn quanh thế giới ngày nay, chúng ta không thể nói rằng bóng ma của sự tàn bạo đã ở sâu mãi mãi. Chúng ta thấy được các kiểu mẫu như vậy vẫn nhăn nhãn khắp mọi nơi, diễn ra thậm chí ngay thời khắc mà chúng ta đang thảo luận đây. Đó là sự đàn áp và sử dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Trích phát biểu của Tổng thống Biden tại Trung tâm Nhân quyền George ở Đại học Connecticut. Kể từ khi nhậm chức tổng thống, ông Biden đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẽ coi nhân quyền là trụ cột trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ, bao gồm cả trong quan hệ với Trung Quốc. Như một minh chứng hùng hồn, Washington thời gian qua đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức Trung Quốc, cáo buộc những người này dính líu tới việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương. Riêng Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là tội diệt chủng. Đáp lại các cáo buộc, chính quyền Trung Quốc khẳng định những trại cải tạo dành cho các nhóm dân tộc chỉ là các trung tâm đào tạo nghề. Chúng giúp người thiểu số hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống tốt hơn. Bắc Kinh cũng nhấn mạnh đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc và yêu cầu phương Tây ngừng can thiệp. Cũng liên quan đến khu tự trị Tân Cương, theo lời kể của một phóng viên AP News, Bắc Kinh hiện đã chuyển hướng chính sách để biến Tân Cương thành địa chỉ du lịch độc lạ. Hàng rào thép gai chằng chịt xung quanh các tòa nhà trong thành phố đã biến mất, học sinh cũng thôi mặc đồng phục bán quân sự. Tuy nhiên, theo Sputnik News, không có lý do gì để tin rằng Trung Quốc đã chấm dứt đàn áp vũ lực đối với người Duy Ngô Nhĩ. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, cuộc phỏng vấn với một thám tử Trung Quốc đào tẩu được công bố. Người này kể người Duy Ngô Nhĩ tiếp tục bị tra tấn trong các nhà tù, bị đánh đập, bị tra điện và lạm dụng.
tiếp các trường hợp nhân viên Hoa Kỳ mắc hội chứng Havana được phát hiện ở một số quốc gia khiến dư luận không khỏi xôn xao. Trong tình hình này, các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Bộ Ngoại giao phải hành động quyết liệt hơn nữa, đồng thời chỉ trích khả năng xử lý khủng hoảng của Ngoại trưởng Antony Blinken. Cụ thể, theo New York Post, trong bức thư gửi ông Blinken hồi thứ Tư, một số thượng nghị sĩ viết rằng rõ ràng đây là mối đe dọa nhắm tới các nhà ngoại giao Mỹ, một mối nguy hại không thể xem nhẹ đối với an ninh quốc gia chúng ta. Đáng lo ngại hơn, các thượng nghị sĩ cho rằng Bộ Ngoại giao không thực sự nỗ lực để giải mã hội chứng bí ẩn, truy tìm nguyên nhân và những kẻ đứng sau vụ tấn công. Theo Washington Examiner, thượng nghị sĩ Jeanine Shaheen còn đưa ra nghi vấn rằng chính Nga là nước sở hữu công nghệ gây ra các vụ tấn công. Bà Shaheen cho biết Nga chắc chắn là một trong số các quốc gia sở hữu loại công nghệ này. Và còn nước nào nữa hay không, hay họ có thể tiến hành tấn công quy mô cỡ nào, cũng chính là những tình tiết mà chúng tôi cần điều tra làm rõ. Được biết, hội chứng Havana được lấy tên theo các trường hợp đầu tiên phát hiện ở thủ đô Cuba năm 2016. Người mắc hội chứng này thường xuất hiện hàng loạt triệu chứng như chóng mặt và buồn nôn trong thời gian ngắn, đau nửa đầu và mất trí nhớ về lâu dài. Những trường hợp tương tự sau đó được báo cáo trong đoàn ngoại giao và tình báo Mỹ tại nhiều nước như Trung Quốc, Áo, Đức, thậm chí tại Mỹ. Gần đây nhất, gia đình 5 nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Colombia được báo cáo mắc các triệu chứng trên. Một cơ quan giám sát đạo đức phi chính phủ của Mỹ vào hôm 15 tháng 10 đã kêu gọi điều tra thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, nghi ngờ bà vi phạm luật liên bang khi công khai ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ chạy đua cho ghế thống đốc bang Virginia. Cụ thể, nhóm công dân về trách nhiệm và đạo đức ở Washington, gọi tắt là CREW, đã khiếu nại lên văn phòng điều tra đặc biệt OSC, yêu cầu làm rõ có phải bà Psaki đã vi phạm đạo luật Hatch về vận động bầu cử cho ông Terry McAuliffe hay không. Ông McAuliffe từng là thống đốc Virginia từ năm 2014 đến 2018 và đang chạy đua tranh cử với ứng viên Cộng hòa Glenn Youngkin hướng về đợt bỏ phiếu ngày 2 tháng 11 sắp tới. Các kết quả thăm dò đều cho thấy cuộc đua tranh rất gắt gao. Trong lúc đó, tại cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, bà Psaki lại khẳng định chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp cựu thống đốc McAuliffe vì chúng tôi tin tưởng vào chương trình nghị sự của ông ấy. Tổ chức CREW cho rằng dường như bà Psaki đã lạm quyền hoặc cố gắng gây tác động đến kết quả bầu cử. Tổ chức này kêu gọi OSC nên bắt đầu điều tra ngay lập tức và đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp với hành động của bà Psaki. Được biết, đạo luật Hatch năm 1939 giới hạn hành vi vận động chính trị của các quan chức liên bang, ngoại trừ tổng thống và phó tổng thống. Trước đó, dưới nhiệm kỳ tổng thống Trump, nhóm CREW đã khiếu nại hàng loạt quan chức Nhà Trắng, bao gồm cựu cố vấn trong Trump là Kelly Conway. Sau đó, OSC đã tiến hành điều tra theo đơn khiếu nại, dẫn đến bà Conway bị sa thải. Vào hôm thứ Sáu trên đài CNN, khi được hỏi về đơn khiếu nại, thư ký báo chí Jen Psaki cho biết lần tới sẽ phát ngôn cẩn trọng hơn, từng chữ từng lời quả thật đều có sức nặng, bà Psaki cho biết. Một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter làm rung chuyển hòn đảo Bali của Indonesia, khiến ít nhất 3 người chết và một số người bị thương. Theo Reuters, vụ việc xảy ra rạng sáng 16 tháng 10, lúc người dân còn đang mơ màng ngủ. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, tâm chấn của trận động đất cách Singaraja, một thị trấn cảng của Bali 62 km về phía đông bắc. Vì độ sâu tâm chấn chỉ 10 km so với mặt đất nên có thể gây thiệt hại lớn hơn bình thường. Trận động đất đã gây ra nhiều vụ lở đất ở một huyện có địa hình đồi dốc, chia cắt giao thông đến ít nhất 3 ngôi làng. Ngoài ra, hai quận Karangasem và Bang Li ở phía đông Bali cũng bị ảnh hưởng. Theo AFP, có ít nhất 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng và số người tử vong dự đoán sẽ không tăng. Trước đó, vào hôm 14 tháng 10, đảo Bali chính thức mở cửa cho du khách quốc tế từ 19 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp hay New Zealand. Du khách đến Bali phải tiêm phòng đầy đủ 2 liều, cách ly 5 ngày trong khách sạn và tự chi trả chi phí. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nhậm chức chỉ một ngày sau vụ tấn công thảm khốc nhất hàng chục năm ở thị trấn Kongsberg. Theo đó, sát thủ người Đan Mạch đã dùng cung tên và một số loại vũ khí khác để đoạt mạng 5 người vô tội. Đến hôm 15 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Støre đã đến thăm thị trấn và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Vào sáng thứ Sáu, cảnh sát cho biết, nghi phạm Esben Andersen Brassen, 37 tuổi, mắc bệnh tâm thần. Y đã sống ở thị trấn Kongsberg hầu hết cuộc đời, đã cải sang đạo hồi và có dấu hiệu cực đoan trước khi gây án. Hiện nghi phạm được canh phòng cẩn mật trong viện tâm thần. Vụ tấn công diễn ra trong khoảng nửa giờ vào chiều 13 tháng 10 khi sát thủ cung tên tấn công người dân trên đường phố, đột nhập vào nhà riêng và một siêu thị. Bốn phụ nữ và một người đàn ông trong độ tuổi từ 50 đến 70 đã qua đời thương tâm. Ngoài ra, một cảnh sát và hai người khác bị thương. Thủ tướng Scholz chính thức nhậm chức vào ngày 14 tháng 10, qua hôm sau đã đến nơi tưởng niệm. Ông phát biểu, tất cả mọi người ở Na Uy từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây đều vô cùng đau đớn với những gì vừa xảy ra tại đây. Sau bài phát biểu, Thủ tướng cùng người dân đặt những bó hoa hồng màu trắng và thắp nến để tưởng niệm nạn nhân ở quảng trường trung tâm.
Vụ án mới đây gây thương vong lớn nhất ở Na Uy kể từ năm 2011 khi phần tử cực hữu Breivik đã sát hại 77 người, hầu hết là thanh thiếu niên ở một trại hè. Hung thủ nhận mức án tối đa 21 năm tù ở Na Uy. Cảnh sát cho biết trong vụ án lần này, nghi phạm đang hợp tác điều tra. Y thừa nhận sát hại 5 mạng người nhưng không cho đó là tội ác. Tòa án đã ban hành lệnh giam giữ tối đa 4 tuần trước phiên tòa xét xử đầu tiên. Dự kiến các phiên tòa sẽ kéo dài nhiều tháng ròng. Nhiều gia đình Afghanistan mất nhà cửa do giao tranh, cho biết họ không có nơi trú ẩn và chăn mềm để chống chọi với mùa đông đang đến gần. Cô Anita, 35 tuổi, mẹ của 3 đứa trẻ, đang phải cùng hàng trăm người khác sống tạm bợ trong các túp lều ở công viên lớn nhất thủ đô Kabul. Cô cho biết đã hơn 2 tháng Afghanistan trải qua khủng hoảng nhân đạo và người nghèo không được hỗ trợ gì. Các con và bản thân tôi đều bị bệnh nhưng không có tiền để mua thuốc. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa, cô Anita nói với phóng viên. Khoảng nửa triệu người dân Afghanistan mất nhà cửa trong vài tháng gần đây, và theo Liên Hợp Quốc, con số sẽ còn tăng cao hơn nữa nếu dịch vụ y tế, trường học và nền kinh tế sụp đổ ở Afghanistan. Kabul, một thành phố vùng cao, bao quanh bởi đồi núi, hiện là ngôi nhà của 6-7 triệu người, trong khi mức dân số lý tưởng của thành phố chỉ khoảng 1 triệu người. Hiện nay, 80% cư dân Kabul phải sống trong điều kiện tạm bợ, thiếu điện và thiếu nước. Tình trạng nghèo đói càng trở nên trầm trọng hơn khi Taliban lên nắm quyền. Trước đó, Afghanistan đã suy kiệt vì hạn hán và đại dịch COVID-19. Cô bé người rối khổng lồ Little Aman vừa đặt chân đến thủ đô Paris của Pháp vào hôm 15 tháng 10. Đây là một địa điểm trong hành trình đi bộ khắp châu Âu của cô bé nhằm kêu gọi sự quan tâm dành cho người tị nạn, đặc biệt là trẻ em. Little Aman, cao 3,5m, mô phỏng hình ảnh của một bé gái tị nạn 9 tuổi, người Syria. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11, cô bé di chuyển từ địa điểm đến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, sau đó ghé thăm Hy Lạp, Ý, Pháp, Đức, Bỉ và cuối cùng là Anh Quốc. Little Aman trong tiếng Ả Rập có nghĩa là hy vọng và đó cũng là những gì ban tổ chức muốn thắp sáng ở mỗi người để đồng cảm hơn với người tị nạn. Các du khách Nga sẽ có cơ hội thám hiểm hành trình mà Tổng thống Vladimir Putin đã thực hiện ở vùng Siberia trong những kỳ nghỉ của mình. Hiện công ty lữ hành Rostorim đang thiết kế tour đặc biệt này. Trong nhiều năm qua, Tổng thống Putin thường thư giãn ở một vùng rộng lớn của Siberia. Công chúng rất hiếu kỳ và có nhu cầu được thám hiểm vùng đất bát ngát này. Ông Putin thường bơi lội, cưỡi ngựa và săn bắn ở miền thiên nhiên hoang dã. Tháng trước, ông đã leo núi và bắt cá cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Công ty Rostorim cho biết những bức ảnh Tổng thống thăm thú ở Siberia đã khuyến khích hàng triệu người muốn khám phá vẻ đẹp của nước Nga. Theo Reuters thực hiện khảo sát nhanh, rất nhiều người Nga bày tỏ hứng thú với ý tưởng đi theo hành trình của ông Putin, dù gói du lịch như vậy đắt đỏ tương đương với du lịch nước ngoài. Chính phủ Nga đã bày tỏ ủng hộ vực dậy ngành du lịch vốn bị COVID-19 tàn phá nặng nề. Nhiều chính sách kích cầu du lịch bao gồm hoàn tiền mặt cho những chuyến đi đặt trước qua hệ thống thanh toán, thẻ Miu của Nga. Charles Darwin, sinh năm 1809, mất năm 1882, nhà tự nhiên học lỗi lạc người Anh, trước khi qua đời đã trao cho con trai Leonard một chiếc kính hiển vi. Gia đình đã lưu giữ món đồ này suốt gần 200 năm qua, trước khi quyết định bán đấu giá vào tháng 12 tới đây, dự kiến mức giá có thể lên tới hơn 480.000 đô la Mỹ. Thiết bị nói trên được Charles Gould thiết kế cho hãng Carey vào năm 1825 và là một trong 6 chiếc kính hiển vi gắn bó với nhà sinh học Darwin. Thời điểm chiếc kính được sản xuất trùng với khoảng thời gian Darwin nghiên cứu động vật học, các sinh vật như san hô và hải quỳ. Chuyên gia James Hislop từ công ty đấu giá Christie's cho biết, quả là một điều kỳ diệu khi nhìn qua kính hiển vi này và hình dung thế giới vi sinh vật mà Darwin đã chứng kiến từ thập niên 1820-1830. Darwin phát hành công trình nghiên cứu chấn động thuyết tiến hóa vào năm 1859. Chiếc kính hiển vi của Darwin dự kiến được hãng Christie's đặt giá khởi điểm vào khoảng 343-480.000 đô la Mỹ trong buổi đấu giá vào ngày 15 tháng 12. Khép lại bản tin hôm nay, hãy cùng hòa mình vào màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Đây là hình ảnh trong lễ hội tín hiệu vừa được tổ chức lại đêm 11 tháng 10 sau 2 năm trì hoãn vì dịch COVID-19. Ban tổ chức cho biết sự kiện đem đến màn biểu diễn ấn tượng của nghệ thuật đương đại và công nghệ mới với phong nền là thành phố Praha cổ kính xinh đẹp. Giám đốc lễ hội Martin Posta cho biết năm nay lần đầu tiên phiên bản thực tế ảo của sự kiện được tái hiện thông qua ứng dụng smartphone. Một người tham gia tên Can Batman cho biết anh cực kỳ ấn tượng với khung cảnh rực rỡ sắc màu. Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự. Thành phố hôm nay quả là rất đẹp, cư dân ở Praha cho biết. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi.
FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!